Thân ái xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một đôi loa đến từ Anh Quốc, đó là đôi loa Rogan, model của nó là Rogan P24, đôi loa hàng nòi của Anh. Đôi loa này khá là hiếm trên thị trường này. Các bạn thường thường những cái đôi loa mà hiếm như thế này, giá phải nói là rất là tốt. Tại vì nó cái thương hiệu ở Việt Nam chúng ta có những cái thương hiệu mà anh em chúng ta không quan tâm đến thì là nó rẻ hơn thôi. Điều đó thì tất nhiên. Ví dụ như những đôi JBL như đôi thế này thì cái thương hiệu của nó nổi tiếng rồi, cái thương hiệu của nó phải là chiếm 3 đến 40% của giá rồi nha. Đấy là quy luật, gần như cái sản phẩm nào cũng vậy, từ 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 những sản phẩm nhỏ đến sản phẩm lớn, kể cả như xe hơi hay là xe Honda cũng vậy thôi. Như cái thương hiệu Rogan này thì cũng là thương hiệu khá nổi tiếng, nhưng mà Việt Nam chúng ta không được phổ thông lắm. Đấy, mình phải nói như vậy và để cho các anh em biết, chứ Rogan là một hàng của Anh, khá là độc đáo. Đôi loa này được thiết kế và sản xuất tại nước Anh luôn. Đây các bạn này, Rogan, model của nó là P24, và sản xuất tại Anh này. Đây các bạn có thể xem kỹ trong này nha, made in England này. Đấy, đôi này toàn thân là gỗ lặng. Và về kích thước thì chiều sâu 35 và chiều cao 102 và chiều rộng là 25. Con này mới nhìn thoạt nhìn thì nó vác về phía sau giống như con JBL L5, nhưng mà nó lớn hơn con JBL L5, và phía trước của nó, e căng của nó là hai mảnh nè. Bây giờ chúng ta lấy ra, chúng ta cùng xem nha. Chúng ta lấy cái e căng ra. Cái căng nó cũng khá là đẹp nha, mà hai mảnh phía trước thì các bạn, chúng ta chỉ thấy có hai cái loa thôi, phải không? Loa ba quay, nhưng mà thấy hai loa là một loa mid và một loa chép. Một loa mid cái màng của nó là cái màng 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 trong này và viền cao su, một loa chép và ở trong là cái bắt và chỗ này là cái lỗ hơi. Vâng, các bạn về về ngoại hình đôi loa này không có chỗ chê gì cả nha. Đây các bạn cùng xem tiếp cái chiếc loa phía bên này. Về ngoại hình thì đôi loa này hoàn hảo, về nội thất cũng vậy thôi. Mình sẽ tháo cái cụ loa ra, xong cái phần giới thiệu này cho các bạn chúng ta cùng xem chung về cái ngoại hình của đôi loa, rồi chúng ta cùng quý Nguyễn cho nó nằm xuống tháo ra nha. Đây các bạn, và đôi loa khá là đẹp phải không, rất là đẹp, không chê đâu được. Hàng nòi Anh Quốc, đôi loa này khá hiếm thị trường, có một chỗ bán là gần 30 triệu. Đấy, về chất âm thì so sánh nó sẽ hơn, còn theo theo của mình thôi là nó sẽ ngang ngửa với và hơn con JBL 100 Century. Tại vì mình cũng có Century mà, cho nên mình để một bên loa này và một bên loa Century, mình đã cảm nhận được điều đó. Vâng, bây giờ chúng bạn cùng chúng ta cho nó nằm xuống để xem nội thất bên trong. Xin mời các bạn cùng chúng mình nha. Bây giờ cái đôi loa này nó cũng rất là hiếm, nó có trên thị trường. Đôi loa anh Lê mà mình phải tháo ra xem bên trong nó như thế nào. Các bạn nhìn thấy không? Thấy hai cái phân tầng của hai cái loa, nhưng mà chưa hết. Cái phân tầng đó là phân tầng của bass nha, còn cái phân tầng của dải trên nè. Đây, mình quay lại các bạn cùng xem. Cái phân tầng to dữ luôn đó. Đây. Phân tầng cực kỳ lớn. Một cái loa là đây, một cái phân tầng này. Đấy, cái nắp này đậy lại. Và ở trong các bạn thấy không? Đồ đúng là đồ của Anh. Đồ của Anh Quốc, phải nói là nó rất rất là khủng ha, bro. Giờ cái cũ loa Made in Anh Lê. Đây các bạn nhìn xem. Rogan. Đấy, rất đẹp. Phía phía ngoài là có cái xung quanh là có cái bông chống 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 tiêu âm nữa nha. Mình lấy ra mình để ngoài đây các bạn này, chứ không phải là cái thùng gỗ không vậy. Đây đây, hai miếng, hai cái hai miếng này mình lấy hết ra. Đây bây giờ mà các bạn xem lại lần nữa cái loa phim này này. Đây mình một, đây là một cái, đây là cái phân tầng của cái bát và đây phân tầng của dải trên cùng trong một cái loa. Đây cái nắp này nắp đậy lại này. Đấy, cái loa rất là hiếm. Giờ mình xem luôn cái loa phía bên này đi. Đây các bạn,
Đấy. Đấy. Cực kỳ độc đáo cái phân tầng dữ luôn, phân tầng phải nói là nó khủng luôn. Và cụ loa nó ngửa lên trên ở trong thùng bắt y nhanh lên nha. Vô cùng rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta đóng lại cho bông vào, cho cái miếng xốp nó vào, rồi đóng lại để các bạn chúng ta cùng tham khảo một ca khúc này. Đây này, hai miếng mình lấy hai cái miếng đó ra. Đấy. Nó rất đầy đủ nha. Rồi ok. Sau khi xem xong nội thất và ngoại thất của đôi loa Rogan P24 hàng nồi của Anh Quốc, bây giờ xin mời chúng ta cùng nghe một ca khúc qua chiếc âm ly đờ nông, chiếc âm ly đờ nông DMA X10 hay là mã này. Đây, con này hai con đờ nông luôn, nhưng mà mình con nào phát cũng ok với đôi loa này, nhưng mình đang chạy với con dưới này, con đờ nông 2000 X10 hay là mã nha. Rồi xin mời các bạn cùng nghe. Ra đi đêm nay để bao nhiêu đơn thương lại.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.